giỏi để chào đón quý thầy cô và quý các bạn nhà trường, những người đã giúp những bạn sinh viên không nên đi mất. Welcome to see how happy the lecturers are. And now I would like to invite the parents and students to stand up. And today we are honored to welcome the students and the alumni to attend a beautiful graduation, and that's why we are here today. On behalf of the University of Greenwich, I offer you heartfelt congratulations and wish you every success in the future. Thank you. Xin chúc mừng các bạn tân cử nhân của Greenwich Việt Nam. Chúc mừng các bạn đã chính thức trở thành những đồng nghiệp của chúng tôi. Chúc mừng các bạn đã trở thành những cựu sinh viên alumni của Greenwich toàn cầu. Và đặc biệt, chúc mừng các bạn đã chính thức mang tiền về cho mẹ. Thưa quý vị, hãy nhìn một chút có tay thật lớn hả? Hà xúc cho trường ở Greenwich tại địa bàn Cần Thơ ngày càng phát triển. Chúc các bạn sinh viên luôn có những công việc mới và có những cái tiến bộ vượt bậc trong công việc của mình. Và chúc quý vị một buổi cuối tuần vui vẻ. So congratulations on CTA student who successfully graduated. Thank you. Chúc các em sinh viên đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.